Yeah, hôm nay chị Peter sẽ đi mua trứng sô-cô-la. Yay! Nhưng trước hết chúng ta hãy chở bé Peanut đi công viên chơi. Sau đó chị Peter sẽ đi ăn gà rán KFC. Và sau đó chúng ta sẽ đi siêu thị Mexico để tìm mua trứng nha. Những cái loại trứng sô-cô-la thì rất là khó tìm mua các em. Chị Peter phải đi rất là xa mới mua được những cái trứng này. Bây giờ sắp tới công viên rồi. Kênh thì hãy nhanh tay lên nhấp vào nút đăng ký màu đỏ để nhận được thông báo khi chị Peter ra video mới nha.
muốn xem các video khác về bé Peanut thì hãy vào kênh của bé Peanut nhé. Kênh của bé Peanut là kênh mới đó các em. Cửa cửa hàng KFC đây kìa. Bên đó là gì bên đó? Đây là bảng giá KFC đây các em. The chicken nuggets, popcorn nuggets, okay. Yeah. Baby ăn KFC không? Thế các em, chị Vita đang ngồi vào bàn và chúng ta sẽ đợi người ta đem KFC ra, đem gà ra. Mình hết đánh gì đó. Đang đợi đó hả? Rồi đây là cái gà rán của chị Vita đây các em. Gà rán KFC, trong đây còn có một cái bánh biscuit. Ở đây, không biết nó có giống ở Việt Nam hay không. Bên cạnh đó chị biết đỡ còn có khoai tây nghiền ở đây. Và có đậu xanh nữa. Có đậu xào ở đây nữa. You like that? Good. À, đói bụng quá, bây giờ chị biết đỡ bắt đầu ăn thôi. Thấy có đậu xanh đây. Ngon quá. Đây là gà. Miếng nào miếng nấy to đùng nhìn. Rất là to. Đẹp bé, đẹp bé. Và đây là cái khoai tây nghiền các em. Này khoai tây nghiền ha. Rất là ngon, có sợi tới đây nữa. Ăn thử xem. Ngon quá. Và đây là những cái khoai tây chiên. Khoai tây chiên người ta to là to. They don't have that in Vietnam, do they? They have the small one. Just the regular fry. Yeah. Yeah. Those are called potato wedges. Yeah, cái loại này to nè các em. Ở Việt Nam thì nó sắc nhỏ hơn, tùy theo chỗ bán. What do you got over here, Peanut? It's chicken nuggets. Chicken nuggets and potato wedges. Mm-hmm. Is it delicious? Nong Hoa. Oh, I got some sandwiches. Chồng chị biết đỡ có bánh sandwich. Chicken sandwich. À, thịt gà bên trong. No, it's a hamburger. Yeah, it's a chicken sandwich. Các em hãy vào và đăng ký trên kênh Good Morning Việt Nam để trở thành thành viên của Good Morning Việt Nam nhé. Kênh của chị Bí Đỡ là kênh chuyên về đồ chơi, chuyên về mở đồ chơi và các hoạt động ngoài trời và những phong cảnh đẹp tại Mỹ. À, các em được nghỉ hè chưa?
Mi đã đang có mặt tại một siêu thị của Mexico. À, ở đây bán rất là nhiều đồ chơi. Mi đã đang được chơi đây. Đây là Pikachu. Mi nét đây là chú vịt, đây đây là Pokemon. Wow, rất là nhiều thứ ở bên này nữa. Đẹp quá này nữa nè. Đúng không? Dễ thương. Hôm nay chị Mi Đỡ sẽ mua một số trứng sô-cô-la. This one collapses, sir. Open it. Finna, just open it in your hand. Pull it apart. There you go. Các em ở siêu thị của Mỹ, Mexico còn bán những cái búp bê đây nữa. Đây là những búp bê rẻ à, nhưng mà cũng mắc lắm, $12 một con. Rồi bán quần áo cho búp bê ở đây luôn. Đẹp chưa? Đây nữa, đây búp bê Elsa đây. Nè, đẹp quá, vậy đây nữa. Bán salon cho búp bê luôn. Nè, chị biết đâu có rồi nha. Ở đây cũng vậy, có rồi luôn. À đây chưa có, cái vườn vợ vườn ghế này chưa đã chưa có. Đẹp quá Bin hết ha. Dạ vậy. Em đây là những cái nhân vật trong phim hoạt hình gì của Mexico, chị biết rõ không có biết nhưng mà cũng rất là dễ thương. Đây nữa. À đây là chú rùa. Đồ chơi ở đây thì nó rẻ hơn những cái đồ chơi ở các siêu thị Mỹ. Ở đây nữa. Có đủ loại hết em. Đây cái này là slime. Wow, đây là slime đấy. Watch this. Wow, slime hai màu luôn. Dễ thương quá. Đây nữa. Guys, watch this. Wow. Khoan đi chị coi đã. Quá quá đông mà. Ok các em, đây là trứng sô-cô-la đây. Cuối cùng chị biết đã tìm được nơi bán rồi. Đây là trứng troll, trứng Dory. Rồi đây nữa, rồi trứng mini mau $2.50 một trứng. Wow, Peppa Pig bên trong luôn. Đây. Rồi. Siêu thị ở Mexico rất là rộng lớn, như tôi đã đang check out. Check out ở đây. Tính tiền ở đây ha. Cái này là sô cô la. Thì đó đang tính tiền. Đồ chơi của bé Venus. No, no, we already paid for that. Cái này trả tiền rồi. Venus, stop. You're pulling away from Ahmed. Tapatio. Yeah, yeah, chip cay, rất là cay. Của Mexico. Hot sauce. Các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay lên nhấn vào nút đăng ký màu đỏ.